Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Phụng Lọc TV. Là một fan khủng long thì chắc chắn ước mơ của các bạn cũng giống như tôi là được tận mắt ngắm nhìn hoa thạch khủng long trên khắp thế giới. Vậy nếu chỉ có một cơ hội thì bạn sẽ muốn được tận mắt được thấy hoa thạch khủng long nào? Nhiều bạn có lẽ sẽ chọn những bộ xương của khủng long và chúa như Sue the T-Rex chẳng hạn. Nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ chọn một con khủng long khác mà tôi cho rằng đó chính là mẫu vật khủng long hóa thạch đẹp nhất thế giới, hóa thạch khủng long Burrito Pelta mặt Richelieu, hiện đang được trưng bày tại bảo tàng hoàng gia Terrell ở Canada, một vẻ đẹp bất tử và hoàn hảo mà có lẽ không hóa thạch nào khác có thể so sánh được. Tôi cũng đã từng đề cập đến hóa thạch này trong video năm sắc ướp hiếm có giúp tái hiện chân dung của khủng long. Vậy nếu bạn còn chưa biết gì về Burrito Pelta mặt Richelieu, ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu về mẫu vật tuyệt đẹp này nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Đó là ngày 21 tháng 3 năm 2011, một ngày làm việc bình thường của Sean Funk, tài xế lái máy xúc tại khu mỏ Millennium thuộc sở hữu của công ty năng lượng Suncor. Bỗng nhiên chiếc máy xúc của ông chạm phải một thứ gì đó cứng ở lớp đất đá xung quanh. Quái lạ, đó là cái gì thế nhỉ? Sean cào nhau. Ông đã quen với công việc của mình đến nỗi dường như biết rõ từ tức đất ở khu mỏ này. Vì cả một thứ lạ lùng có thể khiến chiếc máy xúc của ông hư hỏng một công việc bị đình trệ khiến cho Sean cảm thấy khó chịu. Sean nghĩ không nên cố làm tiếp. Ít ra thì ông cũng phải tìm hiểu xem thứ đó là gì trước đã. Ít nhất thì cấp trên cũng sẽ không có cớ đổ lỗi cho ông nếu chiếc máy xúc cảm vấn đề. Vậy là ông đi tìm người phụ trách tên là Mike Ratton đến để cùng xem xét hiện trường. Một khối đá, thứ mà chiếc máy xúc chạm phải đã trượt xuống sườn đồi, nằm im lìm ở đó. Nó có màu nâu đậm và không giống với các lớp đá xung quanh. Khi cả hai hò nhau lật khối đá lại, họ kinh ngạc trước những gì nhìn thấy. Những tấm phiến sườn xếp thành hàng, mỗi hàng liền ngặt cách với nhau bởi một đường màu xám, trông như một tấm giáp hay lớp da của một con tê tê. Nhưng chắc chắn là không có tấm giáp hay con tê tê nào lớn như thế cả. Ngay khi nghe tin, bảo tàng hoàng gia Terrell ở Canada, nơi có một trong những đội ngũ chuyên gia về sinh vật cổ hàng đầu tại Bắc Mỹ đã cử người đến nơi để kiểm tra, và họ đã kinh ngạc trước những gì được tìm thấy. Đó là hóa thạch của một con khủng long, dù không phải là một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ còn nửa thân trên, nhưng những gì còn lại đều được giữ nguyên hình dạng của chính con vật như trước khi chết. Trong tâm trạng mừng rỡ, các chuyên gia của bảo tàng đã tổ chức khai quật để đưa tất cả các mảnh bị vỡ của con khủng long do tác động từ chiếc máy xúc về phòng nghiên cứu. Một hóa thạch quý giá như vậy thì cần có một chuyên gia thực thụ trong việc xử lý hóa thạch được khôi phục nguyên trạng của nó. Ở bảo tàng hoàng gia Terrell, có lẽ không ai làm công việc này tốt hơn Mark Mitchell, một nhân viên kỳ cựu và là chuyên gia xử lý hóa thạch hàng đầu của bảo tàng. Hóa thạch muốn nghiên cứu hay trưng bày gì cũng phải qua tay Mark xử lý trước. Ông đã làm việc tại đây từ năm 1996, xử lý khoảng 25-30 hóa thạch gì đó, nhưng chưa có thứ gì giống như hóa thạch vừa được tìm thấy từ khu mỏ Millennium cả. Khi được đặt lên bàn làm việc của Mark, nó đã vỡ ra thành nhiều mảnh, từ vài mảnh nhỏ cho đến những mảnh lớn nặng cả 100 kg. Và dù vậy thì ông cũng có thể nhìn rõ hình dạng của con vật, một con khủng long thật sự. Đó là một con khủng long thân giáp với da, vảy, phiến sừng. Mà Mitchell nhớ lại, dù ông không biết đó là một loài mới, nhưng ông biết chắc đó là một vật quan trọng. Vậy là Mark bắt tay ngay vào việc, ung đục, gỡ từng lớp đá xung quanh hóa thạch, dần dần làm lộ toàn bộ ngoại hình của nó. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng nó đã lấy đi của Mark 7.000 giờ lao động trong gần 6 năm trời. Chỉ tính riêng cái đầu thì ông đã phải dành đến 8 tháng để xử lý. Nhiều người thừa nhận rằng nếu không có sự tận tâm của Mark, con lẽ hóa thạch này sẽ không bao giờ bước ra khỏi ánh sáng. Ngay sau khi Mark Mitchell hoàn thành công việc của mình, cả thế giới sửng sốt trước độ nguyên vẹn và vẻ đẹp của hóa thạch. Lúc này thì nó vẫn chưa có một cái tên chính thức, nhưng nhóm nghiên cứu về hóa thạch đã có một quyết định đặc biệt. Vào ngày thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2017, sếp của Mark tìm bảo tàng đưa ông đến văn phòng trong một cuộc nói chuyện. Ông đã có dự cảm về lý do mình được gọi. Để tưởng thưởng cho nỗ lực của Mark trong suốt 6 năm qua, cấp trên cho Mark biết tên của ông sẽ được đặt cho loài khủng long mới. Tên chi là Burrito Pelta, có nghĩa là lá chắn phương Bắc, có tên loài là Mark Mitchelli, chính là họ tên của Mark. Mặc cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng ông niềm tự hào dâng lên, nhưng nỗ lực đã thực tưởng tượng xứng đáng. Tên của ông sẽ đi vào sử sách của ngành cổ sinh vật học, sau này cùng một loài khủng long có lẽ sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Mark đang mừng như thế nào? Là một người giản dị, cách ông ăn luôn cũng giản dị không kém. Ông cho biết sẽ làm một mô hình nhỏ của loài khủng long này để đặt trên bàn làm việc của mình như một cách để kỷ niệm. Đồng thời, ông cũng hy vọng rằng sẽ sớm thấy Burrito Pelta mặt Mitchelli xuất hiện trong những cuốn sách thiếu nhi về khủng long. Quay trở lại với Burrito Pelta mặt Richelieu, tại sao nó lại được bảo quản hoàn hảo đến như vậy? Lời giải thích có thể đến từ tư thế chết đặc biệt của các loài giáp long Ankylosaur mà Burrito Pelta là một thành viên. Khi khai quật các hóa thạch khủng long từ nhóm Ankylosaur, ngay từ sớm các nhà cổ sinh vật học đã nhận ra một hiện tượng tương đối lạ là những hóa thạch này thường nằm trong tư thế ngửa bụng. Người ta đã tự lý giải hiện tượng này bằng hai cách.
Thứ nhất, một số nhà cổ sinh vật học cho rằng các loài khủng long thuộc nhóm Ankylosaur rất nặng nề và vụng về. Khi bị trượt chân trên một đoạn đường dốc thì chúng sẽ lao xuống dưới, bị lật ngửa và chết trong tư thế đó. Tuy nhiên, cách giải thích này sẽ không hợp lý nếu xét đến sự thành công của các loài giáp long trong lịch sử. Khi chúng tồn tại đến 100 triệu năm, sẽ không có nhóm động vật nào tồn tại lâu đến thế nếu chúng có thể tự eo cách lãng nhách như vậy. Thứ hai, một số nhà cổ sinh vật khác thì lại cho rằng việc xác của khủng long Ankylosaur bị lật ngửa là tác phẩm của các loài săn mồi khi chúng lật con khủng long lại để sơ con mồi từ phần bụng mềm trước, và phần lưng của chúng có những phiến sừng quá cứng kể cả đối với ra của những loài khủng long thuộc nhóm bạo long. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng bị bác bỏ vì các nhà cổ sinh vật không tìm thấy nhiều sự hiện diện của dấu răng khủng long săn mồi trên hóa thạch giáp long. Đến lúc này thì các nhà cổ sinh vật học tiếp tục tìm hiểu và đưa ra giả thuyết thứ ba dựa trên một loài động vật có vú khá giống với các loài khủng long Ankylosaur, đó là thỏ thú có mai Armadillo. Khi những con Armadillo này bị xe hơi tông trúng khi băng qua đường, xác của chúng bắt đầu thối rữa, và trong quá trình thối rữa, cái xác bị phồng lên, tích tụ khí ga, tứ chi duỗi ra và cuối cùng con vật bị lật ngửa bụng lại. Những người đưa ra giả thuyết này đã sử dụng công nghệ mô phỏng trên máy tính để kiểm nghiệm, và kết quả cho thấy đây có thể là lời giải thích chính xác cho hiện tượng này, đặc biệt là khi xác của giáp long bị trôi trong nước. Hiện tượng này cũng được chứng kiến ở một loài bò sát có vảy xương khác giống giáp long và sụp dưới nước, đó là cá sấu. Các nhà khoa học đặt tên cho nó là bloat and float, có nghĩa là phồng lên và nổi. Hiện tượng này hoàn toàn phù hợp với địa điểm mà người ta tìm thấy hóa thạch Maria Lopelta McWitchley. Hóa thạch này được tìm thấy tại một khu mỏ ở Fort McMurray, tỉnh Alberta, Canada. Ở đây đã từng có rất nhiều hóa thạch của sinh vật biển cổ đại như Plesiosaur hay Ichthyosaur tìm thấy, nhưng chưa từng có dữ liệu về hóa thạch khủng long cho đến khi người ta phát hiện ra Maria Lopelta McWitchley. Khi phân tích vị trí tìm thấy hóa thạch, các nhà cổ sinh vật học cũng nhận thấy con vật nằm ngay phía trên một lớp trầm tích biển. Vì thế họ kết luận rằng con vật này sau khi chết đã bị trôi ra biển rất xa do hiện tượng phồng lên và nổi, rồi yên nghỉ ở đáy biển trước khi hóa thạch. Chưa hết, để có thể được hóa thạch một cách hoàn hảo như vậy, các nhà cổ sinh vật học cũng cho rằng con vật đã chìm xuống một lớp bùn đọng nhiều oxy dưới đáy biển. Khi xác của nó tiếp tục quá trình phân hủy trong nước biển, carbon dioxide và các chất khác trong cơ thể được giải phóng ra bên ngoài, làm thay đổi tính chất hóa học của nước biển trong lớp bùn xung quanh cái xác. Rất nhanh, điều này khiến một lớp sideric hợp chất sắt carbonate hình thành, tạo nên một khối kết bằng một cái xác, giúp nó không trở thành thức ăn của những loài sắc thối ở biển. Chính khối kết này cũng giúp cho cái xác không bị đè phẳng trong suốt hàng chục triệu năm bị các lớp trầm tích đè lên như những hóa thạch khác, giúp nó giữ được nguyên hình dạng ba chiều như khi còn sống. Nói chung, phải có rất nhiều yếu tố xảy ra cùng lúc cũng có thể giúp chúng ta có được một hóa thạch hoàn hảo đến như vậy. Và đương nhiên là khi nắm trong tay một mẫu vật hoàn hảo thì các nhà cổ sinh phần học phải tận dụng mọi cơ hội để nghiên cứu nó kỹ càng. Từng góc cạnh, từng chiếc vảy sừng hay từng vết tích trên hóa thạch đều được ghi nhận, đánh số và chụp ảnh. Hoặc nhất quyết mắt Maria Lopelta phải nói lên câu chuyện của cuộc đời nó. Phân tích phát sinh loài cho thấy Maria Lopelta là một loài thỏ giáp long sân kết Nodosaurid. Chúng các loài giáp long còn lại là Ankylosaurid ở chỗ, đuôi của chúng không có chiếc chùy đặc trưng như cả Ankylosaurus. Dù vậy thì nó vẫn là một khối phòng thủ khá chắc chắn với thân bọc giáp, dài 5,5m và nặng khoảng 1,3 tấn. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện thêm nhiều chi tiết thú vị khác. Đầu tiên là màu sắc của con vật được hé lộ thông qua việc nghiên cứu melanosome được tìm thấy bên trong hóa thạch. Hình dạng của các melanosome này cho thấy con vật có thể đã từng có màu sắc bên ngoài giống như màu đỏ cam, có thể là một kiểu ngụy trang được gọi là counter shading, giúp nó tiệp với màu đất khi nhìn từ trên xuống. Thứ hai, những vật chất bên trong dạ dày và ruột cũng được bảo quản tương đối tốt và thậm chí tiết lộ nhiều điều về gu ăn uống của con vật. Khi nghiên cứu bài cuối cùng của Maria Lopelta, họ phát hiện con khủng long chủ yếu ăn các lá dương xỉ non. Những loài thực vật khác tuy có nhưng rất ít, chiếm tỷ lệ không đáng kể. Từ đó họ cho ra con khủng long Maria Lopelta này là một con vật cực kỳ kém trong việc ăn uống. Tuy nhiên, các nhà cổ sinh vật học cũng chưa hài lòng với kết luận đó, bởi họ nghĩ biết đâu là con khủng long dù bữa trước khi chết là ở khu rừng tái dương xỉ thì sao? Vậy là họ lại dành thêm 2 năm nữa nghiên cứu hóa thạch thực vật tại khu vực tìm thấy hóa thạch để tìm thêm thông tin. Sau 2 năm miệt mài đào bới và nghiên cứu thì họ vừa công bố kết quả của mình. Dữ liệu hóa thạch cho thấy, khu vực Maria Lopelta từng sống là một nơi có thảm thực vật đa dạng, cũng đồng nghĩa với việc là một nguồn thức ăn phong phú về chủng loại cho những loài long ăn thực vật. Mặt khác, chính dương xỉ lại là của hiếm trong thảm thực vật này, nhưng Maria Lopelta vẫn chỉ chọn là dương xỉ là chính, chứng tỏ nó có khẩu vị khá khắt khe chứ không dễ dãi chút nào. Dù vậy, cũng có lẽ vì quá thích lá dương xỉ, con vật thậm chí đã ăn cả những lá dương xỉ mới mọc trên những gốc cây cháy sau một vụ cháy rừng, khiến cho người ta tìm thấy trong bụng của nó những mảnh than củi hóa thạch. Rất thú vị phải không nào? Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay về Maria Lopelta McWitchley. Hy vọng là các bạn thấy thích video này và đừng quên đăng ký cũng như theo dõi các video mới của mẹ khủng long nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.